Mến chào quý vị đã đến với tin tức 24 giờ HD. Bản tin nóng đặc biệt dịch COVID-19 sẽ chuyển đến quý vị những tin tức mới nhất như sau. Thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh tá hỏa vì mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Verocell. Nhiều người khai gian để nhận tiền hỗ trợ COVID-19 ở Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên gia an ninh mạng vạch chân thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện mang tên tạm khóa báo có và sending. Phát hiện cả 100 F0 trong dòng người về miền Tây. 7 tỉnh thành đồng ý mở lại đường bay nội địa, 3 địa phương lắc đầu. Thủ tướng chỉ thị gấp về phục hồi sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh tá hỏa vì mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Verocell. Kính thưa quý vị, phát hiện mình bị tiêm sai loại vaccine COVID-19 mũi 2, nam thanh niên đến trạm y tế địa phương để phản ánh thì được cho biết không sao đâu. Sự việc xảy ra ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Verocell. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, anh Trung, 25 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 vào ngày 9 tháng 8, loại AstraZeneca. Sáng ngày 3 tháng 10, anh đến điểm tiêm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức để tiếp tục tiêm mũi 2 theo tin nhắn mời từ địa phương. Sau khi làm các bước sàng lọc, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, anh C được tiêm vaccine mũi 2, được cấp giấy xác nhận. Khi ra cổng chuẩn bị về nhà, anh Trung kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trên giấy xác nhận tiêm chủng ghi loại vaccine vừa trích là Verocell. Đơn vị tiêm chủng mũi 2 cho nam thanh niên được ghi là Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức. Cho rằng việc bị tiêm không đúng phác đồ của Bộ Y tế, anh Trung trở vào hỏi thì được hướng dẫn qua trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ phản ánh. Tiếp nhận thông tin, nhân viên trạm y tế đã báo cáo lên cấp trên, sau đó anh được trấn an rằng không sao đâu và được cho về nhà. Dù vậy, anh lo lắng việc tiêm sai loại vaccine có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Lãnh đạo địa phương, đơn vị tiêm chịu trách nhiệm giải quyết. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch phường Long Thạnh Mỹ, xác nhận có sự việc trên xảy ra vào ngày 3 tháng 10. Bà Liên cho biết trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10, điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ chỉ tiêm duy nhất một loại vaccine Verocell, do đó không thể có chuyện ghi nhầm vào phiếu xác nhận tiêm. Hiện phường đang cho kiểm tra lại sự việc, tuy nhiên theo lãnh đạo địa phương, thẩm quyền tiêm ở đơn vị hỗ trợ tiêm chủng ngày 3 tháng 10 là Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường chỉ tổ chức điểm tiêm, lực lượng hỗ trợ quản lý an ninh trật tự, phía trước phường cũng có dán thông báo tiêm cụ thể loại thuốc gì. Theo bà Liên, trách nhiệm của phường là thông báo với người dân, đọc trên loa tiêm thuốc gì tại các điểm tiêm, từ độ tuổi nào đến độ tuổi nào, còn việc người dân khai như thế nào, quyết định tiêm hay không tiêm, phường đâu có xử lý được. Thuốc nào tiêm cho người nào, bao nhiêu tuần, làm sao ai trong cán bộ công chức của phường có thể chịu trách nhiệm? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Thạnh Mỹ nói. Cũng theo bà Liên, ngay khi xảy ra sự việc, cán bộ y tế phường đã có giải thích với anh C. Nếu như người tiêm không chấp nhận giải thích, sự việc sẽ do Bệnh viện Lê Văn Thịnh giải quyết. Phường mời người dân đến tiêm. Tiếp tục liên hệ với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phóng viên được nơi này cho biết, ngày 3 tháng 10, bệnh viện cử đội tiêm gồm 4 nhân viên y tế đến điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ để hỗ trợ tiêm chủng cho phường Long Thạnh Mỹ. Số lượng tiêm dự kiến là hơn 600 người. Đại diện bệnh viện thừa nhận, nhân viên y tế có sơ sót không kiểm tra trước khi tiêm, tuy nhiên việc mời người dân đến tiêm do địa phương thực hiện. Về quy trình sàng lọc, trước điểm tiêm có dán bảng thông báo rất rõ sẽ tiêm loại vaccine Verocell trong ngày. Ngoài ra sẽ có cán bộ kiểm tra phiếu tiêm chủng mũi 1, có người điều phối, gác cổng, gọi tên, tất cả các khâu này đều do phường phụ trách. Do đó không hiểu vì sao người tiêm lại không biết mà vẫn được vào tiêm. Sẽ có trường hợp người dân quên đem giấy xác nhận mũi 1 hoặc trên phiếu sàng lọc không ghi rõ mũi 1 tiêm vaccine gì vì số lượng tiêm trong ngày lên đến hàng trăm người nên nhân viên y tế sẽ tập trung chủ yếu cho việc tiêm chủng. Đại diện bệnh viện giải thích thêm. Về hướng xử lý cho người đã tiêm sai loại vaccine, đơn vị tiêm chủng cho biết trước mắt sẽ theo dõi sát tình hình sức khỏe của anh Trung. Nếu không có gì bất thường, 18 ngày sau, đơn vị tiêm chủng sẽ mời người dân đến tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca để sớm được cấp thẻ xanh COVID. Trao đổi với phóng viên, anh Trung xác nhận mình là người bị tiêm nhầm mũi 1 tiêm vaccine AstraZeneca, nhưng mũi 2 tiêm Verocell. Anh Trung đang lo lắng cho sức khỏe bản thân. Nhiều người khai gian để nhận tiền hỗ trợ COVID-19 ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Kính thưa quý vị, theo phản ánh của nhiều người dân ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, có một số người tuy không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng vẫn có trong danh sách và được nhận tiền. Đáng chú ý trong nhóm này, nhiều người là con cháu, người quen của ông Dũng, trưởng ấp Lộc Hòa. Cụ thể, con trai ông Dũng là nam, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ với công việc là phụ bán quán. Bản thân ông Dũng, vợ và chị gái ông cũng trong danh sách nhận tiền. Không chỉ người nhà, một số người quen của ông Dũng cũng được cho vào danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Những người này khai báo làm phụ hồ, thợ xây, thợ làm tóc, thợ cơ khí, nhân viên phục vụ quán ăn, nhà hàng, buôn bán hàng rong. Như trường hợp ông Học là nhân viên bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn xã Bình Giã, được nhận 2,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, trong khi ông Học không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Thông tin ông này khai không chính xác, tuy làm bảo vệ nhưng khai làm phục vụ nhà hàng. Hay trường hợp Đông, sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về tránh dịch, cũng có tên trong danh sách và được nhận 2,5 triệu đồng tiền hỗ trợ với thông tin khai làm nhân viên phụ quán. Trường hợp con gái ông Dũng, dù lấy chồng xa, không có mặt ở địa phương nhưng cũng nằm trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của xã Bình Giã. Cũng theo phản ánh của người dân, có đến 56 trường hợp không đúng đối tượng nhưng vẫn được tiền hỗ trợ COVID-19. Ông Nguyễn Viết Hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giã, huyện Châu Đức cho biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Bình Giã đã chi hỗ trợ 2.464 trường hợp người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Liên quan đến nội dung người dân phản ánh, ông Hội cho hay, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập đoàn kiểm tra về ấp xác minh và đúng là có tình trạng này. Ông Hội nói, số người mà địa phương nhận được phản ánh tại ấp Lộc Hòa là 4 trường hợp. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập đoàn kiểm tra và thu hồi lại tiền từ 4 trường hợp nhận tiền hỗ trợ không đúng đối tượng này. Theo giải thích của ông Hội, để xảy ra tình trạng trên, do đối tượng được hỗ trợ trong đợt này mở rộng thêm theo Nghị quyết 68, khiến danh sách xét duyệt lớn, dẫn đến việc rà soát, xác minh gặp nhiều khó khăn, hạn chế, thiếu sót trong việc rà soát đối tượng. Ông Hội nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục rà soát theo danh sách người dân phản ánh, xác minh các trường hợp nếu không đúng đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 68, địa phương sẽ tổ chức thu hồi. Cũng liên quan nội dung phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cho biết đã tiếp nhận phản ánh và thụ lý giải quyết, đồng thời có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra để xác minh làm rõ. Trong trường hợp xảy ra vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ông Việt nói. Chuyên gia an ninh mạng vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện mang tên tạm khóa báo có và sending. Kính thưa quý vị, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của một số người nổi tiếng và chuyên gia an ninh cũng đã lên tiếng cảnh báo. Thời gian gần đây, những vấn đề liên quan câu chuyện minh bạch các khoản thu chi trong hoạt động từ thiện nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc vì các khoản tiền họ ủng hộ cho đồng bào đang gặp khó khăn lại không được rõ ràng, thiếu minh bạch. Các nghệ sĩ chính là tâm điểm của loạt lùm xùm từ thiện gần đây. Họ dùng tên tuổi của mình đứng lên kêu gọi quyên góp, giúp đỡ người gặp khó khăn. Đó là một nghĩa cử cao đẹp mà bất cứ ai tham gia từ thiện cũng mong muốn. Theo tiến sĩ, chuyên gia an ninh mạng Đoàn Trung Sơn, khoa an ninh thông tin, Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ với VOV, hiện nay các đối tượng thường sử dụng các chiêu trò như mở nhiều tài khoản ngân hàng để đưa số tiền từ thiện ra nhiều tài khoản khác nhau, khai sai giá trị tiền mua hàng hóa từ thiện để trục lợi, sử dụng giấy tờ chứng nhận từ thiện với con dấu giả để thực hiện hành vi của mình. Các đối tượng lợi dụng uy tín cá nhân hoặc tính ẩn danh trên mạng để kêu gọi từ thiện thông qua mạng xã hội tin nhắn, điện thoại, email, làm giả tài liệu sao kê của ngân hàng bằng cách sử dụng một số kỹ thuật của ngân hàng để cung cấp sao kê không đúng đắn để lách được, ví dụ như tạm khóa báo có, kỹ thuật sending, ông Đoàn Trung Sơn cho biết. Ông Đoàn Trung Sơn phân tích hai kỹ thuật ngân hàng tạm khóa báo có và kỹ thuật sending như sau. Với kỹ thuật tạm khóa báo có, thì sau một khoảng thời gian kêu gọi từ thiện, đối tượng sẽ khóa tài khoản và khi đó thì mặc dù là các mạnh thường quân vẫn gửi tiền vào trong tài khoản đó, nhưng sẽ không hiển thị trong bản sao kê và khi được sự đồng ý của đối tượng mở tài khoản thì lúc đó tiền sẽ chảy về tài khoản hoặc chuyển tới một tài khoản khác. Còn kỹ thuật sending tức là một số ngân hàng sẽ cho phép khả năng ấn hạn định lượng tiền ở mức độ nhất định và khi lượng tiền vượt qua một cái mức độ đó thì lập tức tự động chuyển tới một tài khoản khác.
Ngày 2 tháng 10, tại cuộc họp báo chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, vừa qua Bộ đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020. Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân. Phát hiện cả trăm F0 trong dòng người về miền Tây. Kính thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, những ngày qua tỉnh đã tiếp nhận khoảng 17.000 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó, tỉnh đã phát hiện 70 ca F0. Do số lượng người về cùng lúc rất lớn nên các khu cách ly của tỉnh đã quá tải, tỉnh đang tiếp tục mở rộng các khu cách ly tập trung. Ông Bửu cho biết, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh Kiên Sóc Kha cho biết có hơn 10.000 người tự chạy xe máy về tỉnh, trong đó địa phương đã ghi nhận ít nhất 15 F0. Hậu Giang tiếp nhận hơn 7.400 người dân tự chạy xe máy về quê, trong đó phát hiện hơn 50 ca dương tính, đa phần về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Sáng nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết đã phát hiện 7 ca dương tính về từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày trước đó, Cà Mau cũng ghi nhận hàng chục ca dương tính là người về bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và được chốt kiểm soát dịch đưa đi cách ly ngay. Tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang cũng phát hiện hàng chục F0 là người về từ vùng dịch. Hiện dòng người vẫn đổ về các tỉnh thành miền Tây gây quá tải cho khu cách ly. Nhiều tỉnh đã trưng dụng các cơ sở giáo dục để làm nơi cách ly tập trung. Một số tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng cho biết, sau khi sàng lọc phân loại ra từng nhóm người, cụ thể là đã tiêm bao nhiêu liều vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ cho cách ly tại nhà, dưới sự giám sát, theo dõi của chính quyền địa phương. 7 tỉnh thành đồng ý mở lại đường bay nội địa, 3 địa phương lắc đầu. Kính thưa quý vị, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến trưa nay ngày 5 tháng 10, đã có 10 địa phương phản hồi về đề xuất góp ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa giai đoạn 1, trong đó 7 trên 10 địa phương cơ bản đồng ý. Cụ thể, các tỉnh Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Thanh Hóa hoàn toàn thống nhất với kế hoạch khai thác các đường bay nội địa của Cục Hàng không. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất đối với các chuyến bay từ Nghệ An đi và đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 2 chuyến một tuần. Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất tần suất khai thác như kế hoạch, riêng đối với đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, thành phố này đề nghị tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Hai tỉnh Hải Phòng, Gia Lai đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay đi và đến địa phương mình, trong đó Gia Lai đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay đến sau ngày 15 tháng 10. Sau ngày này, tỉnh sẽ tiếp tục cân nhắc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch khai thác đi và đến Hà Nội trong giai đoạn dịch để lấy ý kiến thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận. Hà Nội cũng đề nghị làm rõ tiêu chí hành khách được bay, khách thuộc vùng xanh, khách vùng 3, 4 cần có sự cho phép của địa phương đi và đến, tạm thời chưa di chuyển người dân các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tới các địa phương khác. Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi đến Nội Bài với các địa phương có khách đi đến, đảm bảo khách được địa phương tiếp nhận, làm rõ cơ chế phối hợp y tế các địa phương để đảm bảo hành khách đi tàu bay thuộc nhóm đối tượng thực hiện cách ly và biện pháp cách ly cụ thể. Trong văn bản phản hồi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ tổ chức khai thác đường bay nội địa đi và đến Nội Bài sau khi đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và được sự thống nhất bằng văn bản với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam gửi văn bản lấy ý kiến 20 tỉnh thành phố để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động, đề xuất mở lại các đường bay đi và đến các địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cà Mau. Tổng số các đường bay nội địa dự kiến khôi phục lại là 385 chuyến bay khứ hồi một ngày. Thủ tướng chỉ thị gấp về phục hồi sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Kính thưa quý vị, với nguyên tắc sản xuất phải an toàn phải sản xuất, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo lưu thông hàng hóa.
nội dung được nêu trong chỉ thị của Thủ tướng về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành ngày 3 tháng 10. Chỉ thị nêu rõ dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đến nay, dịch bệnh dù đã từng bước được kiểm soát, nhưng theo phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội các khu công nghiệp, nhiều chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, phải hủy nhiều đơn hàng sản xuất trong nước, thiếu hụt lực lượng lao động phục vụ sản xuất. Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với nguyên tắc sản xuất phải an toàn phải sản xuất, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp với vai trò là chủ thể trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để thống nhất phương án sản xuất lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động, phương án phải đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Các tỉnh, thành phố với trách nhiệm là cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai kế hoạch, thông qua phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo vừa duy trì sản xuất, vừa an toàn phòng chống dịch. Kịp thời tiêm vaccine cho người lao động, xem xét quyết định cho mở lại một số dịch vụ cần thiết phục vụ đời sống người lao động, phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, thống nhất phương án di chuyển của người lao động và các địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tạo thuận lợi khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế khẩn trương ban hành quy định cụ thể về giãn cách, xét nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quy định điều kiện sản xuất, cách thức xử lý khi phát hiện người lao động trong khu, cụm công nghiệp bị nhiễm COVID-19. Quy định về biện pháp cách ly người tiếp xúc gần, phân bổ kịp thời vaccine cho địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp kit xét nghiệm để doanh nghiệp chủ động về vật tư y tế trong kiểm soát phòng chống dịch. Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tập thể, cá nhân trong trường hợp không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng về lưu thông hàng hóa vận chuyển. Đồng thời, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn kịp thời về thủ tục đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi cho chuyên gia, người lao động nước ngoài được nhập cảnh, thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế, hướng dẫn các chính sách miễn giảm thuế, ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất, tín dụng. Quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.